Hôm thứ Năm, ngày 25 tháng 4, một thẩm phán tòa liên bang ở California đã ra lệnh cho chính phủ Mỹ trong 6 tháng phải xem lại gần 50.000 hồ sơ và nộp danh sách tới tất cả các trẻ bị phân ly với gia đình khi bị chặn bắt ở biên giới. Thẩm phán Dana Sabra ở San Diego đã thông báo với các luật sư của chính phủ về thời hạn này trong phiên tòa hôm thứ Năm, theo bản tin của hãng thông tấn UPI. Lệnh này là kết quả của một vụ kiện tập thể do Tổ chức Bảo vệ Dân quyền American Civil Liberties Union, viết tắt là ACLU, đứng đơn đại diện cho các gia đình di dân bị bắt sau khi vượt biên giới vào lãnh thổ Mỹ. Một bản báo cáo của chính phủ Mỹ đưa ra hồi tháng Giêng nói rằng năm 2017 có nhiều trẻ em đã bị tách khỏi gia đình trong một thời gian dài trước khi chính sách không khoan dung được thi hành đầu năm 2018. Trong khi hầu như tất cả các người lớn bị truy tố tội hình sự, thì các trẻ nhỏ được đưa đến nhiều trung tâm tạm giữ hoặc các gia đình nuôi tạm ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ. Thẩm phán Sabra nói, ông muốn chính phủ phải hoàn tất việc lập danh sách các trẻ này trong 6 tháng, dù rằng chính phủ nói phải mất tới 2 năm. Các giới chức chính phủ Mỹ nói rất khó để tìm ra các trẻ đã được thả ra. Họ cũng nói rằng cơ quan biên phòng Mỹ không khởi sự lập hồ sơ về các gia đình bị phân ly cho tới khoảng một năm trước đây.